mới trải qua một cái bài kiểm tra EQ hãm vãi lùn anh em ạ. Chuyện là như thế này, trưa hôm nay ấy, lúc mà tôi đang ngồi ở công ty thì vậy, lúc đấy cũng kiểu không biết gì làm ấy, tự nhiên thằng bạn nó lại gửi cho mình một cái link, xong rồi nó bảo là đấy là link để kiểm tra EQ. Thì nói thật cả anh em ấy, là nếu như mà là bình thường thì tôi sẽ không ấn vào cái link đấy, tại vì tôi thông minh sẵn, đéo cần phải kiểm tra EQ đấy. Thế nhưng mà lúc đấy một phần là tại vì cũng đang rảnh, một phần là lúc ấy tôi mới chợt nhận ra là ở mẹ từ trước đến giờ mình cũng chưa bao giờ mình kiểm tra EQ cả, nên là mình cũng không biết là cái chỉ số EQ của mình nó là bao nhiêu đấy. Thế cho nên là lúc đấy tôi mới quyết định là thôi thì cứ ấn thử vào để xem là cái bài kiểm tra EQ nhìn nó như thế nào. Thế là tôi ấn vào cái link đấy, thì phải vừa ấn vào link phát đập vào mặt tôi đầu tiên, đấy là cái bảng xếp hạng chỉ số EQ của rất nhiều người trên thế giới ở cái thời điểm đó đấy. Và cái thằng đứng đầu ấy lại là một thằng Trung Quốc, và chỉ số của nó thì nếu tôi nhớ không nhầm thì là 143 thì phải đấy. Thế nhưng mà cái làm cho tôi để ý là gì, là thì mẹ trong cái danh sách đấy có đến tận hai ông Việt Nam, nhưng mà cái xếp hạng ấy nó lại chỉ rơi vào tầm thứ 12, 13. Và thì mẹ lúc đấy thề với anh em, kiểu thì mẹ lòng tự tôn dân tộc của tôi thì mẹ nó trỗi dậy đấy. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một câu ấy, đấy là thua ai thì thua, đéo thì thua ở Trung Quốc đấy. Thế là lúc ấy tôi mới quyết định là dùng toàn bộ số neuron thần kinh của mình để mẹ làm cái bài kiểm tra EQ đấy, giành số điểm tối đa, mang vinh quang về cho Tổ quốc đấy, dã hết cả mang đấy. Thì mẹ lúc đấy không chần chừ nhiều nữa, tôi bắt tay vào làm luôn. Bài kiểm tra EQ nó có tổng cộng 40 câu, thì mẹ nói không điêu anh em tí nào. Đấy là 20 câu đầu tiên ấy, tôi giải chỉ trong 15 phút thì mẹ dễ vãi luôn. Như toán lớp 1 mà, thì mẹ lúc ấy tôi cảm giác à đi, đây là lúc để mẹ cống hiến cho đất nước đấy. Thế nhưng mà thì mọi chuyện nó bắt đầu phức tạp ấy. Từ câu thứ 21 trở đi thì anh em cứ tưởng tượng, nếu như mà 20 câu đầu tiên nó là toán lớp 1, từ câu thứ 21 trở đi ấy, thì nó là toán Olympic khó vãi luôn. Anh em phải tưởng tượng có những cái câu ấy, mà nó cho mình 8 cái hình, xong đi mẹ bắt mình đoán cái hình thứ 9. Ui, khó đéo chịu được. Thì mẹ nhiều câu cảm giác đéo thằng nghĩ ra được câu đấy, điên vãi luôn. Thì nói thật với anh em, lúc đấy tôi cũng đã bắt đầu hơi nản chí, tại vì điểm khó quá. Thế nhưng mà tính tôi từ trước đến giờ đã không chơi thôi, đã chơi là phải vô địch đấy. Thế cho nên là tôi mới quyết định là những cái câu nào mà nó khó thì mẹ tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng của mình đấy. Xong rồi tôi đem máy tôi hỏi mọi người trong công ty, rất may là anh em ở trong công ty ấy, thì nhiều anh em thông minh đấy. Thế cho nên là cuối cùng thì tôi cũng đã xuất sắc hoàn thành được cả 40 câu hỏi đấy, trong tổng thời gian là 2 tiếng đấy. Thì đi mẹ thề với anh em, khi mà vừa hoàn thành xong câu 40 thì tôi cảm nhận được là đi mẹ số điểm của mình nó phải rơi vào tầm 200, tại vì từ đầu đến giờ tôi cảm giác là tôi đéo sai câu nào cả, thì mẹ câu nào làm cũng logic vậy luôn đấy. Thế là thì mẹ lúc ấy hồi hộp quá. Thế là sau khi mà vừa hoàn thành xong câu 40 một cái thì nó có một cái nút là ấn vào đây để xem kết quả. Thế là tôi ấn vào cái nút đấy, thì vừa ấn vào một cái màn hình nó lại chuyển sang một cái trang web khác, yêu cầu tôi là phải nhập thông tin cá nhân, bao gồm là quốc tịch, rồi họ tên, ngày tháng năm sinh, rồi email, đi mẹ đều. Đây chính là lúc để mình mẹ ghi danh trên bảng vàng. Cứ tưởng tượng đi mẹ một cái danh sách, xong đi mẹ top 1 là Lê La, quốc tịch Việt Nam, EQ 200. Ui, đi con mẹ dã hết cả màn, sướng đéo chịu được đấy. Thế là thì mẹ lúc đấy tôi nhanh chóng thì mẹ hoàn thành toàn bộ thông tin cá nhân của mình. Sau khi mà tôi đã điền xong thông tin cá nhân ấy, tôi ấn vào nút xác nhận, thì vừa mới ấn vào nút xác nhận một cái, màn hình lại chuyển qua một trang web khác, hiện lên một dòng thông báo: bạn sẽ được chuyển đến trang kết quả trong vòng 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, ít còn mẹ. Một dòng thông báo hiện lên: bạn phải trả $5 để xem kết quả. Vãi cả lộn.